Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Bình Bình. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ phân tích tại sao nên học phát âm trước khi chúng ta học theo cách nói bắt chước truyền thống mà chương trình tiếng Anh hiện tại đang dạy ở trong hệ thống phổ thông của Việt Nam mình. Lý do tại sao? Bởi vì các bạn biết rằng khi chúng ta biết nói tiếng Việt, chúng ta vào lớp 1, chúng ta học từng chữ A, á, ớ, bờ, cờ, giờ, mình học như vậy. Và mình học dấu. Ví dụ như học sinh lớp 1 nè, các bạn học từng chữ A, từng chữ á, học dấu sắc, dấu huyền, học từng cái dấu. Rồi sau đó học gì nữa ạ? Học ráp chữ lại. Ví dụ như học chữ cờ, a, ca, quyền, cà, cờ, a, ca, sắc, cá, thì lúc đó là mình đã biết nói tiếng Việt cực kỳ tốt rồi. Mình diễn tả được hết tất cả bằng tiếng Việt. Nhưng tại sao mình vẫn còn phải học như thế này? Trong khi tiếng Anh khi các bạn nhỏ mới vào học lớp 1 á, thì một số trường thì dạy từ lớp 1, một số trường thì dạy từ lớp 3, nhưng đa phần á, thì sẽ dạy theo lối bắt chước. Mới vào thì cũng sẽ vẫn là hi, hello, or what's your name, hay là how are you, or những cái câu mà gọi là bắt trẻ tiếng Việt, biết bắt trẻ chưa biết nói tiếng Anh, bắt trẻ người Việt nói tiếng Anh theo lối bắt chước, nói hoàn toàn một câu như vậy. Nhưng mà cái thời gian thực các con đi học ở trên trường quá ít và cái độ cảm thụ của các con chưa có nhiều, nên thành ra cái sự bắt chước nó rất là nửa vời, các con không có nhớ được hết. Lý do tại sao học phát âm. Đây là cuốn sách mà mình đang dạy thêm ở nhà cho các bạn nhỏ cấp 1 ở tại nhà mình. Đây các bạn có thấy không? Sách này là sách Phonics. Rồi, sách này của bản chất nó là sách của nước ngoài 100%. Nó viết từ năm 2003 các bạn. Sách này được xuất bản từ năm 2003 mà bây giờ là năm 2023, là 20 năm. Cuốn sách này sau 20 năm mình vẫn thấy có giá trị sử dụng so với đất nước của mình hơn là so với những cuốn sách mà đang được soạn thảo và được dạy học ở trên trường. Mình cảm thấy những người làm giáo dục có phần giống như gọi là hơi lười, tại vì nội dung mà soạn cho các bạn đang học ở trên trường nó gần giống với nội dung mà các bạn người bản ngữ đang học ở quốc gia của họ. Mà bản ngữ là gì? Là họ có khả năng nghe nói rất là tốt rồi, họ chưa đọc viết được, họ mới học như cái cách mà trong sách giáo khoa tiếng Việt của mình đang dạy, sách giáo khoa tiếng Anh đang dạy ở trong chương trình của Việt Nam mình. Còn ở đây, cuốn sách này nó sẽ phân tích cho các bạn nhỏ, cuốn sách ở độ tuổi là từ 4 cho tới 9 của người nước ngoài nha, người bản ngữ người ta vẫn dạy lại từng cái âm. Vậy tại sao người Việt Nam mình không học từng cái âm của từng chữ cái, rồi sau đó mình nắm được cái cơ bản, rồi mình định hướng được cái chữ, rồi dần dần cái quá trình bắt chước của mình nó có cái gốc rồi thì mình mới bắt chước nhanh được và mình mới hiểu được vấn đề. Còn nếu mình bắt chước mà mình chỉ bắt chước dựa trên cái ngọn thì mình không có bao giờ mình giỏi. Do vậy nên rất nhiều người lớn, những phụ huynh mà tầm tuổi như mình hoặc lớn hơn mình, ngay cả cỡ mình đổ lại đi, thì cũng rất nhiều phụ huynh theo mình được biết và nhiều phụ huynh thừa nhận với mình là mù chữ tiếng Anh. Mù chữ vì sao? Đã được học rất là nhiều rồi nhưng mà tại sao vẫn mù chữ? Bởi vì học theo lối bắt chước, không dựa trên gốc, không hiểu được những cái bài học mà mình phân tích từng chữ, từng chữ, từng chữ. Đó là đang là gốc của vấn đề để các bạn hoặc là các ba mẹ nè, hoặc là học sinh sẽ hiểu được à là cái chữ này sẽ phát âm thành cái âm như vậy. Khi ghép với bất cứ chữ nào, nó cũng vẫn mang cái âm như vậy. Là hôm sau nhìn vào những cái chữ nào cứ có cái mặt chữ như vậy thì phụ huynh hoặc là các học sinh cũng sẽ đọc được. Cuốn sách này thực ra nếu mà nói thì mình đã vi phạm bản quyền đó các bạn.
Nhưng mà mình in từ cái file PDF của cũng là một số cái trang người ta có chia sẻ nguồn sách học miễn phí như thế này, mình thấy rất là hay và nó gói gọn nhiều, nên mình quyết định sử dụng cuốn sách này để dạy học tại nhà cho các bạn. Đối với học sinh của mình, họ cũng sẽ dạy các bạn từng phụ âm nè: beginning consonant B, beginning bắt đầu, consonant là phụ âm, B phụ âm B đúng không? Bắt đầu người ta cho mình một cái câu ví dụ: the baby want to bounce the ball, em bé thích thích chơi đập bóng đúng không? The baby wants to bounce the ball. Rồi người ta cho mình chữ gì? Baby bounce, chữ bò. Những cái từ này bắt đầu bằng âm b b b. Rồi lần lượt người ta sẽ hướng dẫn chữ b b và bò bò. Ở dưới này một bức tranh rất là hay là một em bé đang ôm một quả bóng. Ở trên này mình thấy quả bóng nhỏ đúng không? Ở dưới này là một quả bóng to. Cái việc trang trí quả bóng sẽ là những cái hình ảnh. Có những cái hình ảnh nó sẽ bắt đầu bằng chữ bờ và những hình ảnh không bắt đầu bằng chữ bờ. Việc của giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh hoặc là giáo viên bản ngữ, thì người ta sẽ nhìn vào hình, người ta sẽ đọc tên những cái đồ vật này, những cái bức tranh này, và những cái bức tranh nào bắt đầu bằng chữ b thì học sinh sẽ nhận diện nghe chỉ mỗi cái âm đầu tiên, đó là âm b b b thôi đó. Ví dụ như mình sẽ đọc lần lượt, các bạn thử mình nghe qua để mình cảm nhận, à cái phụ âm bắt đầu là âm b. Họ giúp đang giúp học sinh làm gì? Đang giúp học sinh nhận diện từng âm của từng con chữ đó, dựa trên những cái từ đã biết. Giống như tiếng Việt của mình á, đã nghe được, đã nói được, nhưng mà có nhận diện nó thông qua con chữ được chưa? Chưa. Nên cả dùng cả năm lớp 1, năm lớp 2, lớp 3 để học đọc từng chữ cái nè, học ráp chữ cái lại với nhau nè, học viết chính tả nè. Dùng 3 năm đầu đời, tối thiểu 3 năm đầu đời, vậy mà tiếng Anh vô một cái mình nói cả câu thì lấy đâu cái gốc để học sinh hiểu đúng không? Ví dụ ở đây mình đọc cái chuồng, mình sẽ đọc là barn, quả chuối banana, cái lông vũ feather, cây gậy bóng chày bat, TV television, cái yếm bib, con mèo cat, quả bong bóng bay balloon. Lần lượt như vậy mình mới đọc qua. Ví dụ như các bạn thử, các bạn nếu mà các bạn đang xem á, thì các bạn cũng sẽ nghe được, à đoán được những cái từ nào bắt đầu bằng âm b b b, nhận diện chữ b xuất hiện trong những cái từ nào đó. Lần lượt học như vậy rất là nhiều như thế này, họ chia ra phụ âm và nguyên âm, cũng như cái cách mà mình sẽ lần lượt hướng dẫn trên kênh của mình. Tại sao mình chia sẻ là nên học từng âm của từng chữ cái trước khi học một câu, trước khi học một từ? Bởi vì cái âm nó giúp cho mình ráp từ được trọn vẹn hơn. Mình lấy ví dụ như chữ này, mình được biết chữ chữ cờ thì sẽ đọc thành âm k, chữ a thì đọc là a, chữ b thì đọc thành p. Do vậy trước tiên sau mình sẽ ráp ráp cái âm này, nó rất là dễ, tại vì tiếng Việt của mình so với tiếng Anh là cùng sử dụng chữ cái Latin giống nhau. Nó không giống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, những nước ngay cả Thái Lan, Lào, Campuchia, đất nước người ta sử dụng những cái ký tự khác, không phải là mẫu chữ cái Latin. Các bạn đó muốn học phải học đến từng chữ A, B, C. Còn tiếng Việt của mình với tiếng Anh đã sử dụng chung mẫu chữ cái Latin rồi. Cái việc ráp âm của mình nó rất 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 là dễ. Tiếng Việt của mình nhìn vô thôi mình cũng thấy là A, B, áp đúng không? Đó, thì tiếng Anh âm cuối nó là âm bật. Do vậy mình bật ra âm p, mình đọc là ap ap, sau đó mình ghép với cái phụ âm đầu tiên, mình nối lại là cap cap. Vậy là nhìn vô một từ tiếng Anh mình biết đọc. Tương tự ví dụ như từ này,
Xe taxi đó các bạn, ở Anh thì gọi là cab, ở Mỹ sẽ gọi là taxi. Thì bây giờ mình nhìn b, b, mình sẽ nối lại âm này là ab, 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 đó mình sẽ đọc là cab, cab, cab. Cái b này nó nhẹ hơn cái bờ kia mình sẽ đọc là cab đó. Rồi mình lấy ví dụ như một từ khác nữa, từ này rất là quen thuộc và phổ biến luôn, mình cũng biết được ba âm này là âm này là a tờ át đúng không, tiếng Việt là a tờ át, bây giờ mình đọc là at, 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 cat, cat đó. Cứ lần lượt mình biết từng âm từng âm từng âm, thì cái nguyên tắc đọc âm ngắn những cái từ như thế này mình sẽ đọc được hoàn toàn, mình không có sợ. Những cái từ này tên riêng của một người nước ngoài mà mình cho học sinh đọc, lúc đầu mình thử là các bạn rất rất là sợ, nhưng mà khi mình bày các bạn đọc về âm rồi, các bạn sẽ đọc là e v e v ev ev ev, sau đó bạn nối âm b e v đi nhanh lại bev bev bev, là tên của người ta thôi đó, mình cũng nhìn vô mình đọc được là bev bev đó. Hoặc là những cái chữ như thế này tên của họ đúng không, đó mình biết được ed 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 ed, sau đó chữ s và chữ h đi cùng với nhau là mình đọc như sờ nặng shared shared shared. Như vậy là mình đọc được từ không có sợ gì hết, không cần, nó không có giống so với tiếng Việt nhưng mà mình vẫn đọc được bởi vì mình ráp được từng âm lại với nhau các bạn. Đó, đó là lý do phải học được nguyên, học được cái âm cơ bản. Đó là phương pháp học về phát âm, người ta gọi là học phonics. Có rất nhiều người dạy khác nhau, có rất nhiều cách truyền tải khác nhau, nhưng mà theo mình nghĩ, mình đang chuyển hướng các bạn về hướng gần giống với tiếng Việt để nó dễ hiểu nhất, mà mình phân tích theo lối tiếng Việt cho các bạn học sinh hoặc là phụ huynh đang học trên kênh của mình dễ hình dung và dễ tưởng tượng nhất. Sau đó mình thực hành, mình có cái sự liên kết giữa hai cái ngôn ngữ, nó cũng rất là hay chứ không có gây cái gì mà loạn ngữ hay là nhiễu ngôn ngữ ở đây hết nha. Đó, hôm nay trong cái clip ngày hôm nay mình phân tích lý do là tại sao nên học về phát âm. Những con chữ mình có nói nó hơi dài dòng, nó hơi linh ta linh tinh, nhưng mà nó cũng xoay quanh cái nội dung là nên tập trung học phát âm. Nếu mà các bạn đang ở một cái địa phương nào đó, nghe có người nào đó dạy phát âm, thay vì cái lối dạy truyền thống giống như dạy ở trên trường ngày xưa mình đã từng học, thì đừng có vội cho con đi học, hãy cho con đi học phát âm trước nha các bạn. Rồi, clip của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn nha.